thôi, cũng bảy yêu cầu nhưng mà nó hơi buồn. Em hát cho em tìm ngủ đâu có được không? Ok bà, câu có gì chơi luôn. Em hát cho em tìm ngủ đâu hơi buồn. Bài này là để cho quý vị phụ nữ chỉnh trang lại nhan sắc. Quý vị nào muốn chỉnh trang lại nhan sắc, coi mặt mũi ra sao xin tới gần đây. Em có cái hơn ngay đây. Không cần đi đâu xa em đẹp. Em không cần chỉnh trang, anh biết. Anh biết em đẹp, em đẹp. Son môi lên, ở cái ông này đánh kỳ thơ thì lên ta son môi lên kể cái ta. Em cũng thất nghiệp, thất nghiệp thiệt. Em nói thì kể em tan nhạc vô đi chứ ha.
đứa ra.